quý thính giả của chương trình Đất Việt TV, người dân miền Nam được hưởng tự do, dân chủ, cuộc sống văn minh, quốc gia thịnh vượng trong 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế rồi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam, thế là đại dân miền Nam xuống bờ vực thẳm, người bị bắt đi tù cải tạo, người bị cưỡng bức lên vùng kinh tế mới trên rừng sâu nước độc, người bị cướp đoạt tài sản. Với cái tư tưởng hà khắc của thuyết cộng sản như một chiếc vòng kim cô siết chặt cuộc sống của người miền Nam, đói khổ sợ sệt bao trùm lên toàn lãnh thổ miền Nam, khiến hàng triệu người miền Nam phải chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do trên những con thuyền nhỏ bé mong manh vượt đại dương. Họ phải trải qua bao bão tố, phong ba, hải tặc cướp của, hãm hiếp và giết hại. Hàng trăm ngàn người vượt biên phải bỏ mình trên biển cả, viễn cảnh hải hùng của mỗi người Việt vượt biên bằng đường biển vẫn còn mạng mà tiếp tục ám ảnh dày vò cuộc đời của họ, cho dù họ có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, có đi đến bất cứ chân trời góc biển nào. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên. Nhóm người Nhại Việt Nam Cộng Hòa đã cướp tàu của Việt Cộng vượt biên tạo bạo. Trong sự bao vây của Việt Cộng với đầy đủ súng đạn, cuối cùng những người Nhại Việt Nam Cộng Hòa đã làm chủ được con tàu của Việt Cộng, chạy thẳng ra biển Đông. Sau một ngày đêm thì tàu hết dầu, nên linh đinh trên biển 8 ngày đêm đói khát, và được chiếc tàu buôn cứu vớt gửi vào Singapore để làm thủ tục định cư tại Hoa Kỳ. Câu chuyện có tiêu đề Cướp tàu Việt Cộng để vượt biên, tác giả người Nhại Trương Nghĩa Thành. Mời quý thính giả lắng nghe. Một buổi chiều mưa tầm tạ, giữa sự là quê người, tôi ngồi im lặng nhìn những giọt mưa bay lảng đảng theo chiều gió cuốn, và chiếc lá vàng cũng rời khỏi cành bay đi khắp bốn phương. Tôi cảm thấy lòng nao nao xúc động, đời tôi có khác gì chiếc lá xác cành, mặc cho giông tố của cuộc đời cuốn đi, đi mãi đến tận phương trời xa lạ. Những tưởng tôi thoát đi khỏi vòng kềm tọa của địch quân, bỏ lại sau lưng kịp con người sống trong ngục tù. Nơi đây tôi đã sống một cuộc sống an bình, nhưng sao lòng tôi vẫn lạnh như đống tro tàn? Phải chăng vì thân phận của đời tôi là người đã đánh mất quê hương? Tâm tư tôi lặng đậm và chìm dần vào nhị vạn Bình Long, vùng đất hầm hiu giữa núi tre rừng nữa giáp biên miên Việt, nổi tiếng trên thế giới với trận chiến kinh hồn là Bình Long anh dũng. Số bom đạn đổ vào vùng đất điêu tàn này gấp mấy lần số bom đạn của đề nghị thế chiến gom lại trận chiến An Lộc năm 1972. Mặt đất vốn đã tan thương lại càng thêm tan tác, gần như không còn tất đất nào còn nguyên vẹn. Và nơi đó chính lại là nơi tôi sinh ra và lớn lên trong khỏi lửa chiến tranh ngút ngàn. Ba mẹ tôi sống trên vùng đất đỏ và đã hiểu rõ chính sách cộng sản như thế nào rồi. Vì là vùng giáp biên giới Việt biên, việc cộng thường xuyên xâm nhập cũng vì vùng này quá xa sự kiểm soát của chính quyền quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi đến tuổi trưởng thành thì phải đi quân dịch trách nhiệm thanh niên trong thời chiến. Ba mẹ tôi vì thương con nên chưa biết cảnh làm sao, riêng tôi thì đã ôm mầm việc du hải hồ từ lâu rồi, nên xin ba mẹ tôi cho phép tôi đầu quân vào quân chủng hải quân. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ba mẹ tôi đồng ý cho tôi tình nguyện đầu quân vào hải quân, nhưng căn dặn tôi phải chọn ngành nào mà mang chữ thọ trên lưng thì chọn. Được ba mẹ tôi đồng ý nên tôi cùng chiều theo. Ngày viết tên thi trình độ học vấn tại phòng tuyển mộ số 4 đường thi sách bên cạnh bộ tư lệnh hải quân, số người tình nguyện viết tên nhập ngũ rất đông.
trong lúc chờ đợi ghi tên, tôi làm quen một người cùng chờ đợi ghi danh. Anh đó đi một mình, còn tôi thì có mã tôi đi theo. Sau khi trao đổi vài câu chuyện, tôi và anh cảm thấy thân nhau. Mã tôi cũng vui mừng vì con mình trong bước đầu bỡ ngỡ rời xa cha mẹ đã có bạn đồng hành và định mệnh hình như cũng đã sắp sẵn. Tôi và người bạn này từ sơ khai vào quân đội là anh bạn Lê Đình An. Anh là người trầm tĩnh, nói năng trừng mực. Chúng tôi qua khóa căn bản quân sự 191D tại trung tâm huấn luyện Quang Trung, rồi cùng đi hải hiệp 3 tháng trên hạm Q225 Nọ Thần. Vì hạm trưởng lúc đó là hạm quy đại ủy Hà Văn Ngạc. Chúng tôi lên đinh trên biển cả, bị sóng dồi dọ dập của trận bão Laxi vào cuối năm 1961. Sau khi tàu ra đến cửa biển Vũng Tàu, chiến hạm Nọ Thần nhỏ nhoi giữa cơn sóng dữ, một lượng sóng khổng lồ xâm sập tới, thì chiến hạm chui luồng dưới lượng sóng, nước biển phủ lấp cả đài chỉ huy. Cái lượng sóng lướt qua mang theo cả biển nhảy đành đạch trên bóng tàu. Chiến hạm vẫn tiếp tục đi ngược sóng đâm thẳng vào những ngọn sóng hung thần cho đến khi đúng góc độ của hải trình thì mới đổi hướng. Có đặc biệt là tôi và anh An đều không bị say sóng, mà hầu như tất cả các thủy thủ đoàn trên chiến hạm đều bị say sóng vật vã bởi những cơn sóng khổng lồ dai dẳng này. Bởi những kỷ niệm khó quên khi tàu ghé bến Hà Tiên, chúng tôi đều náo nức đi xem cảnh vật lạ của vùng này. Nhưng chúng tôi gặp khó khăn vì là tân binh, nên quân số không có trên chiến hạm, vì vậy mà không được lãnh lương. Suốt mấy tháng rồi, anh em đều không có đồng nào trong túi cả. Chúng tôi có thêm anh bạn tân binh hạ nghiệp là anh cả cùng đi bờ, nên bộ ba chúng tôi rủ nhau đi xem thẳng cảnh. Đến xem cái dừa ba ngọn, cái dừa này cũng bình thường, nhưng khi bị sét đánh gãy ngọn mà không chết, lại mọc tách ra làm ba ngọn khẳng khiu. Đến thăm lăng vị tướng Trung Hoa Mạc Cử, xem cây bạch mai thân cây to bằng vòng tay giáp lại. Dưới gốc cây có tấm bia ghi cây bạch mai đến từ sơn tây Trung Quốc qua tầm khoảng 60 năm trước. Phía trước lăng là hồ nước hình bản nguyệt trồng cây sen, và khỏi tiền đình đến chánh điện là nơi thờ linh vị tướng quân Mạc Cử. Trên bàn thờ có nghi ngũ khỏi. Cả ba chúng tôi đều cùng đột nhang xả trước bàn thờ. Anh An kề tai tôi khẽ nói với tôi, trên bàn thờ có tiền người ta cùng, để tôi xin phép tướng quân cho tôi mượn đời, nếu có dịp tôi sẽ trả lại tướng quân. Anh nói tiếp, có lẽ ông tưởng cũng thông cảm cho ba anh em mình đang đòi quả. Anh vừa nói vừa cười rồi bước ra khẩn vải xả xả. Rồi anh đến bàn thờ, bỏ tay rút lấy tờ giấy 20 đồng bỏ vào túi. Chúng tôi rời khỏi chánh điện ra đến tiền đình. Chúng tôi thấy có một bộ cờ tướng để ở trên bàn, nên ngồi vào đánh cờ. Trong lúc đó có ông già quạch cuộc trên vai, tuổi khoảng 50. Ông ghé vào, chúng tôi chào ông. Ông già chào lại rồi vui vẻ hỏi, mấy em đến chơi hả? Chúng tôi già. Ông già ngồi vào bàn cờ tướng hỏi chúng tôi, mấy em có biết đánh cờ không? Đánh được qua vài bàn cho vui đi. Trong ba anh em chúng tôi chỉ có anh An biết đánh cờ khả, nên ngồi vào đánh với ông lão. Ông lão cao tay cờ hơn, anh An đánh thua luôn ba bàn. Ông già cười và đứng lên nói, mấy em để chơi thì hãy ra phía số vườn dừa xin, trên đồi kiện vài trại ăn đi. Ông nói tiếp, qua là ông từ ở lăng này, các em cứ tự nhiên muốn ăn bao nhiêu thì hãy xuống mà ăn. Ông già đi rồi. Chúng tôi nói với nhau, ông già đúng là người miền Nam phóng khoáng. Chúng tôi theo lời ông già lão vào vườn dừa xin, cây lùn thấp ngang đầu mà trải nặng trĩu. Cả ba anh em ăn và uống nước ngọt liệm, ăn no rồi nằm lim dim trên đồi dừa nghỉ mệt.
Đến trưa, ban anh chúng tôi trở ra chợ Hà Tiên, bây giờ đã có tiền anh ăn mượn của ông tượng Mạc Cụ. Nên ban em vào tiệm kêu hủ tiểu cà phê ăn uống một bữa thoải mái. Vì mấy tháng qua chúng tôi đã khao khát nhìn thèm. Sau khi mãn khóa chuyên nghiệp ngành bí thư của Trung tâm Huấn luyện Hải quân Nha Trang, tôi được tuyên truyền về làm việc trong văn phòng nhân viên của Bộ Chỉ huy Biệt Hải. Nhưng lúc này tôi cảm thấy không thích hợp với ngành bí thư vì bị gò bó trong bộ bức tường của văn phòng. Tôi muốn tung hoành ngang dọc cho thỏa chí, nên tôi ghi tên học khóa Biệt Hải 2 tại Đà Nẵng. Lúc đó chưa thành lập đơn vị người nhảy. Vì muốn đạt được sở thích sau này sẽ vào đơn vị người nhảy, tôi đã cố gắng tranh đua trong khóa học. Kết quả tôi đã đỗ thủ khoa khóa 2 Biệt Hải. Nhưng chưa được bao lâu thì được thông báo của Bộ Tư lệnh Hải quân tuyển chọn khóa sinh 1 người nhảy, vì đơn vị liên đội người nhảy đã được thành lập rồi. Đến khóa 2 người nhảy sắp mở, tôi nôn nao vì đã ghi tên trễ khóa 1 người nhảy, nên quyết định ghi theo học khóa 2 người nhảy cùng một số anh em Biệt Hải. Hải quân Trung ủy Phan Tấn Hưng, chỉ huy trưởng đơn vị Biệt Hải, cũng được Bộ Tư lệnh Hải quân tuyên truyền về liên đội người nhảy để nhận bàn giao chức vụ liên đội trưởng thay thế cho Trung ủy Lâm Nhật Ninh. Thì lại đúng lúc đang tuyển chọn khóa sinh gửi đi học tại Hoa Kỳ, Hải quân Tiểu ủy Nguyễn Văn Tư và tôi được trúng tuyển đi học khóa người nhảy tại Hoa Kỳ. Khi được tuyên truyền về liên đoàn người nhảy, tôi gặp anh bạn Lê Đình An cùng đang tham dự vào khóa 2 người nhảy. Tôi nhập vào khóa 2 người nhảy để tiếp tục các chương trình huấn luyện của khóa học người nhảy. Khoảng 2 tuần lễ sau thì được văn thư của Hải quân gửi tôi qua Mỹ nhập khóa học Underwater Demolition Team. Sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện người nhảy tại Hoa Kỳ, tôi trở về phục vụ trong liên đội người nhảy. Sau những chuyến công tác đầy nguy hiểm với người bạn thân của ngài đầu quân là Lê Đình An, chúng tôi có mặt trong chuyến công tác 3 tháng phối hợp hành quân người nhảy Mỹ và người nhảy Việt Nam Cộng Hòa tại vùng rừng sạc Nhà Bè. Với những chuyện công tác đùa giỡn với tự thần, rồi có một ngày tôi đã lạnh một trại đạn B-40 của Việt Cộng vắng đi và bất tỉnh. Sự việc này đã xảy ra trong lúc tiểu đình đưa toán chúng tôi đi vào chứ tới mục tiêu vùng hành quân thì bị Việt Cộng phục kích. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện 3 giả chiến của Hoa Kỳ. Theo lời người bạn Mỹ còn sống sót trong chuyện công tác đó kể lại, tôi trúng tại đạn B-40 trước ngực, áo giáp tôi đang mặc bị sức nổ sẽ bắn ra từng mảnh vụn và nhiều mảnh sắt của trại đạn đã ghim sâu vào phổi của tôi. Cũng may mắn cho tôi đã thoát khỏi tay của tử thần, mà đến bây giờ tôi vẫn còn mang chuyện tích đó. Và có lẽ các mảnh vụn B-40 này sẽ vĩnh viễn theo tôi cho đến khi vào lòng đất lạnh. Trải qua bao vật đổi sao dời, sau khi đã mạnh lại cho được đưa đi Hoa Kỳ học thêm khóa tháo gỡ chất nổ vào năm 1968-1969 tại trường Indian Head thuộc tiểu bang Maryland. Khi trở về Việt Nam đến năm 1970-71, tôi lại được gửi qua Hoa Kỳ phối hợp với huấn luyện viên người nhảy Hoa Kỳ để huấn luyện cho lực lượng SEAL, cho 20 sĩ quan khóa sinh Việt Nam từ liên đội người nhảy gửi qua thủ quận. Cuối cùng năm 1972 tôi được biệt phái về khỏi tuyển về phụ tổng thống. Nơi đây tôi cũng gặp anh An, người bạn thân thiết như là vòng đình màng. Lúc đó anh cấp bậc tiểu ủy đang là một trong các trưởng quản tuyển về tổng thống. Rồi cho đến một ngày đất nước Việt Nam bị phủ trùm một màu tang tóc. Đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975, tất cả sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị vào tù cải tạo của bọn Việt Cộng. Lúc đó cấp bậc của tôi là hạ sĩ quan, nên cũng bị đi học tập từ chỗ 5 ngày. Sau đó chúng nó gọi số anh em người nhảy còn kẹt lại phải đi trình diện.
Chúng tôi biết anh em người nhà phải tham gia lao động không có trả tiền lương để lại công chuộc tội bằng cách đi làm vớt các xác tàu bè bị chìm. Tôi nhận ra là việc cộng sở người nhà chúng tôi ở ngoài vòng kiểm soát của chúng thì rất nguy hiểm, nên muốn tập trung người nhà lại qua hình thức đó để chúng kiểm soát dễ hơn. Tổ công tác chúng tôi gồm có 3 người, tôi và người nhà Trần Vi Ri và một người nhà nữa đang kẹt tại Việt Nam bây giờ. Công tác lằn trục vào tàu ghé chìm ở vùng Nhà Bè, chúng dùng tiểu định PBR của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ngày trước đưa tổ người nhà chúng tôi trở về trạm dự tàu ở tại ngã ba sông gần cầu Tân Thuận. Chúng tôi trở về nhà được vài tuần lễ. Tôi họp với hai bạn tìm cách cướp tàu của chúng để vượt biên. Sau khi sắp đặt kế hoạch cướp tàu rồi, chúng tôi bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Một toán bộ người gồm có vợ tôi và 3 người bạn khác binh chủng, mỗi ngày đều có mặt lạng vạng tại một địa điểm theo kế hoạch liên tục nhiều ngày. Và thời cơ đã đến với chúng tôi. Một hôm tôi được truyền cho chúng tôi biết sẽ lên bệnh xã Bạch Đằng để khám bệnh. Chúng tôi đưa tên đội trưởng cùng với một tên cán bộ đi khoảng 9 giờ sáng bằng tiểu định PBR. Tên đội trưởng lên bờ tại ủ sửa chữa tàu trong hải quân công xưởng và sẽ đón lúc 12 giờ trưa tại nơi đó. Khi trở về đến Nhà Bè là chỗ đang trục vật tàu ghé bị chìm, tên cán bộ dặn chúng tôi lo tu bộ tiểu định và khi đến bờ thì đi rước tên đội trưởng. Tôi và Trần Miri bàn tỉnh anh Ri thì đem tiểu định đi lại dầu cho đầy. Trần Miri làm theo kế hoạch, chúng tôi hồi hộp chờ đợi. Tinh thần thật căng thẳng vì chúng tôi biết nếu sai một ly thì hết mong còn có cơ hội nữa. Đến 11 giờ tên cán bộ ra khỏi phòng tìm chúng tôi để lại tàu đi đón tên đội trưởng. Chúng tôi lại lên đệm cầu Tân Thuận thì ghé tiểu định vào bờ. Vì tôi có xin với tên cán bộ việc cộng đi xe riêng để về nhà lấy đồ, tôi rủ tên cán bộ lên xe Honda để tôi chở đi đón đội trưởng bằng xe Honda của tôi. Vì trước sau gì thì cùng đón đội trưởng trong hải quân công xưởng, còn anh Ri thì lại tàu thẳng lên chỗ đón đội trưởng. Vì tôi biết tên cán bộ này rất thích xe Honda của tôi trên đường nên thường hay trầm trồ ngẫm nghĩ. Tôi nói sẵn dịp tôi chở cán bộ đi chơi cho biết. Tên cán bộ hơi ngần ngại nhưng rồi cũng đồng ý. Còn Trần Miri thì theo kế hoạch được chuẩn bị nên lại tàu đi ra sông rồi lại vòng qua phía bên kia chiếc xà lan đang neo ở đó mà núp. Tên cán bộ lên ngồi yên sâu, tôi chở đi anh ta có vẻ thích thú lắm. Khi đến trước cổng hải quân công xưởng tôi ngừng lại. Tôi nói với tên cán bộ anh xuống đây rồi đi bộ vào ù tàu đón đội trưởng, còn tôi thì chạy về nhà lại đồ cần dùng rồi sẽ xuống cầu Tân Thuận. Sau khi tên cán bộ đi vào cổng hải quân công xưởng, tôi cấp tốc chạy về chỗ để chiếc xe du lịch thể thao do một người bạn tặng lại vì họ đã thoát đi ra nước ngoài trước ngày 30/4/1975. Tôi lại chiếc xe đó chạy đến chỗ hẹn của người đang chờ đợi và chở tất cả xuống cầu Tân Thuận, rồi mượn ghe đưa ra chiếc tàu anh Trần Miri đang chờ tất cả đều lên tiểu định. Còn anh bạn người nhà cùng tổ còn ở Việt Nam, anh ta ngần ngừ không muốn ra đi vì gia đình anh không có mặt để đi cùng. Và cuối cùng anh đành ở lại. Chúng tôi liền lại tàu trực chỉ ra hướng Nhà Bè. Khi đến Nhà Bè, chúng tôi dự tính đi về hướng sông Xoài Rạp rồi ra cửa biển vì mặt sông Xoài Rạp rộng lớn, chúng tôi dễ lật tránh. Nhưng bất ngờ chúng tôi thấy bọn Việt Cộng đang thực tập trận chiến trên sông về hướng Xoài Rạp nên đành lại theo hướng sông Lòng Tạo. Khi chúng tôi đã ra đến gần cửa biển thì còn sợ quá, sợ dễ bị lộ nên chúng tôi chạy vào một ngọn rạch nhỏ ở nấp để chờ trời tối mới chạy ra cửa biển. Khi hoàng hôn đã xuống, ánh sáng đã mờ dần, chúng tôi mời lại tàu ra cửa biển Vũng Tàu. Không ngờ chúng tôi đã lọt vào vòng kềm tọa của Việt Cộng. Có lẽ bọn chúng đã được thông báo về việc chúng tôi cướp tàu. Vì vùng này là nơi mà ghe vượt biên,
từ hướng Cát Lơ và hướng Sài Gòn đi ra như chúng tôi đang đi. Vì vậy mà chúng canh chừng rất chặt chẽ. Trong ánh sáng mập mờ, chúng tôi thấy có nhiều tàu và ga quốc doanh treo cờ Việt Cộng. Tất cả súng ống đều hướng về phía chúng tôi. Chúng dâng hàng ngang ở phía trước, đang ra dấu cho tàu của chúng tôi ngừng lại. Tôi và Ri bàn với nhau, rồi cho người trên tàu nằm sạc xuống sàn và phải bám thật chặt vào tàu. Chúng tôi giảm tốc độ lại về hướng bọn chúng. Tất cả đều lo âu hồi hộp. Khi đến gần, chúng tôi thấy bọn chúng đã giảm bớt cảnh giác. Súng ống đã chĩa về tàu chúng tôi đã lạc hướng. Tôi hét to lên: vọt vọt. Ri mở hết tốc lực chiếc tàu của chúng tôi lướt xuyên qua hàng rào ngăn chặn của bọn chúng. Chiếc BPR gia tốc định là loại tàu nhẹ trang bị hai máy phản lực hút nước phía trước và thổi ngược về phía sau, không có chân vịt. Tàu có thể đạt vận tốc đến 50-55 cây số một giờ. Chiếc tàu của chúng tôi cất cao mũi lên phóng như bay. Vì bất ngờ chúng trở tay không kịp nên chúng chỉ bắn súng nhỏ lẹt đẹt ở phía sau. Khi chúng trở mũi để rượt theo thì đã trễ quá rồi. Chúng tôi cứ nhắm thẳng ra khơi mà chạy, càng lúc càng bỏ sát chúng. Tiếng súng bắn theo cũng nhỏ dần rồi mất hút theo chiều cong của mặt biển. Màn đêm đã phủ trùm trên mặt đại dương mênh mông. Chúng tôi thở phào vì tin chắc là đã thoát nạn. Và theo suy đoán thì tàu của chúng tôi đã ra đến hải phận quốc tế rồi. Chúng tôi đã giảm tốc độ để giữ cho mấy tàu nguội và vận hướng mũi ra khơi mà chạy. Qua ngày hôm sau thì tàu đã hết dầu nên tắt máy. Chúng tôi đành thả trôi linh đinh, hy vọng sẽ gặp được các thương thuyền cứu vớt. Bắt đầu chúng tôi cảm thấy lo âu. Khi kiểm soát lại thì trên tiểu đình, vì gấp rút không có chuẩn bị nước uống và thức ăn nên không có gì trên tàu cả. Về phần vợ tôi và ba người đi cùng cũng không có mang theo lương thực vì không biết được ngày nào sẽ đi. Chỉ mang theo cỏ mày gọi cơm sảy mà thôi. Chúng tôi bàn với nhau và đồng ý vì không biết mình còn linh đinh trên biển bao nhiêu ngày nữa nên quyết định mỗi ngày một người chỉ ăn một muỗng cơm sảy. Lần lượt ngày thứ hai rồi ngày thứ ba đã qua. Chúng tôi cũng có thấy vài bóng chiếc thương thuyền ngoài quốc qua lại xa xa. Chúng tôi đã làm dấu cầu cứu, nhưng các tàu buôn đỏ vẫn thản nhiên không hề để ý tới chúng tôi. Cơm sảy cũng càng dừng, còn nước uống thì cũng may là có mùa này mưa nhiều, chúng tôi hứng lại để uống. Thời tiết mùa này cũng hơi yên tĩnh, không có sóng to hay gió lớn, nhưng những lượng sóng nhấp nhô đó cũng đủ làm cho những người trên tàu say sóng vật vã. Nên cơm sảy cũng để dành được chút ít để kéo dài thêm. Hy vọng chúng tôi càng ngày càng nhỏ dần trước từng người dẫn dưng của những chiếc tàu buôn qua lại. Họ đã làm ngơ trước những dấu hiệu cầu cứu trên biển cả bao la. Đến ngày thứ 8, niềm hy vọng đã trở thành tuyệt vọng. Chúng tôi tự nghĩ có lẽ rồi đây cũng phải về bên kia thế giới. Nhưng vì hai chữ tự do, chúng tôi dù có chết trên biển cả mênh mông vẫn cam lòng hơn là sống với loài cầm thú dạ man đang giang tay giày xẻo đất nước. Tôi đang miên man nghĩ ngợi bỗng thấy bóng dạng của một chiếc tàu buôn trực chỉ về hướng chúng tôi. Ý nghĩ sinh tồn lại đến và hy vọng lần này sẽ được cứu giúp. Tôi nghĩ có lẽ cũng là lần cuối cùng. Tôi kêu gọi tất cả mọi người gom hết đồ đạc để cả quần áo mang theo đem ra trước mũi tàu đột lên làm dấu hiệu. Khi tàu buôn đến gần, tôi đem chiếc áo dài trắng của vợ tôi vẽ lên ba chữ SOS để cầu cứu, rồi kéo lên cột cờ. Chúng tôi đều náo nức chờ đợi chiếc tàu buôn đến gần, hy vọng rực sáng ngời ngời như mảnh áo trắng dài tinh anh rực rỡ của vợ tôi đang phần phật rao vang trong gió biển. Khi thấy tàu còn cách khoảng chừng một hoặc hai hải lý, chúng tôi châm lửa đục đóng quần áo và vật dụng để tạo ra luồng khỏi cho thủy thủ chiếc tàu buôn để ý mà đến cứu chúng tôi. Nhưng trời ơi, kia kìa, tại sao chiếc tàu buôn lại đổi hướng? Họ cách tàu chúng tôi không còn bao xa, tại sao họ lại đổi hướng?
Sau khi đổi hướng để tránh tàu của chúng tôi rồi, chiếc tàu buông theo hải trình của họ. Trời ơi, họ đã ngoảnh mặt làm ngơ trước lời van xin kêu la khua tay cầu cứu của chúng tôi. Chúng tôi tuyệt vọng thật thờ ngồi bịch xuống bong tàu, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Chiếc tàu buông vực từ từ xa dần xa dần. Bọn có tiếng la vang dội làm thức tỉnh mọi người cùng nhìn về hướng chiếc tàu buông. Kia kìa, chiếc tàu buông đang chuyển hướng quay đầu trở lại. Chúng tôi tưởng đang nằm mơ, lại không dám tin vào sự thật là chiếc tàu buông đến gần và dừng lại. Họ dùng loa và ra dấu cho tàu chúng tôi cập vào. Lúc đó chúng tôi mới thực sự tỉnh lại và vui mừng reo hò. Tôi ra dấu cho biết là tàu chúng tôi không thể chạy được nữa. Tên thương thuyền liền thả cano xuống. Chiếc tàu buông mang tên Oregon State. Chiếc thương thuyền ứng nhân này đã cứu vớt chúng tôi. Trên chiếc thương thuyền, vị thuyền trưởng sau khi hỏi qua lý lịch của chúng tôi xong rồi, ông cùng cho chúng tôi biết là cái chiếc tàu của chúng tôi cầu cứu, nhưng vì là tàu trao cờ Hải quân Việt Cộng nên các thủy thủ trên tàu có ý bỏ đi. Nhưng khi ông nhìn kỹ lại trong ống giòm thì thấy có phụ nữ và lá cờ SOS nên mới ra lệnh trở lại cứu giúp. Thật là đứng vô hình hội cao đã khiến cho vị thuyền trưởng nhân từ này cứu giúp chúng tôi. Tất cả chúng tôi được chiếc thương thuyền gửi đến cơ quan hiệp Trung Quốc tại Singapore lập thủ tục cho đi định cư tại Hoa Kỳ. Hôm nay tôi ngồi đây để việc lấy những nỗi niềm cay đắng xót xa hòa lẫn với sự vui buồn trong đời sống, thân phận của người lưu vong thiệt tha với tình yêu quê hương. Sao tôi vẫn thấy mình chưa làm tròn những gì mà mình mong muốn? Người ta có thể tất được rời khỏi quê hương, nhưng không thể tách rời con tim khỏi quê hương được. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biên. Nhóm người nhảy Việt Nam Cộng Hòa đã cướp tàu của Việt Cộng vượt biên tạo bạo. Trong sự bao vây của tàu Việt Cộng với đầy đủ súng đạn, cuối cùng những người nhảy Việt Nam Cộng Hòa để làm chủ được con tàu Việt Cộng chạy thẳng ra biển Đông. Sau một ngày đêm thì tàu hết dầu nên linh đinh trên biển. 8 ngày đêm đói khát, và được chiếc tàu buôn cứu vớt gửi vào Singapore để làm thủ tục định cư tại Hoa Kỳ. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào. Thank you.